3. Phẩm Sang Kappa 251. Chuyện Dục Tầm Tiền thân Sang Kappa Không có người bắn cung, vân vân Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Nghe nói, một thiện nam tử chú ở thành xá vệ, do lòng tin Pháp, nên đã xuất ra. Một hôm, đi vào thành xá vệ để khất thực. Vị ấy thấy một nữ nhân trang điểm đẹp đẽ. Ái dục khởi lên trong tâm và vị ấy không còn hoan hỷ trong nếp sống xuất gia. Các vị sư trưởng, giáo thọ thấy vậy. liền hỏi nguyên nhân vì sao vị ấy không được hoan hỷ. Khi được biết ái dục của vị ấy khởi lên và tâm dao động khiến vị ấy có ý muốn hoàn tục họ liền nói với nhau thưa các hiền giả bậc đạo sư có khả năng đoạn diệt các phiền não của những ai bị ái dục bức bách ngài thuyết giảng các sự thật và đem lại cho họ các kết quả tu chứng chúng ta hãy dẫn tỉ kheo ấy đến bậc đạo sư ngài hỏi này các tỉ kheo vì sao các ông lại đưa đến đây một tỷ kheo ngoài ý muốn của vị ấy các tỷ kheo tường thuật rõ sự việc ấy bậc đạo sư hỏi này tỷ kheo có thật chăng ông thối thất tinh tấn vị ấy trả lời bạch thế tôn sự thật là như vậy bậc đạo sư hỏi do nguyên nhân gì tỷ kheo ấy kể lại những sự việc đã xảy ra bậc đạo sư nói này tỷ kheo các nữ nhân này thuở trước đã làm uế nhiễm tâm của những bậc thanh tịnh những người đã nhiếp phục ái dục bằng thiền lực còn đối với những hạng người trống rỗng như các ông khi bị nữ sắc chinh phục thì làm sao không bị ái dục xâm chiếm các người thanh tịnh vẫn còn bị uế nhiễm những vị có danh vọng tối thượng vẫn còn bị ô nhục thì nói gì đến các người không thanh tịnh khi một ngọn gió làm dung chuyển núi tu di thì giá gì mà không dung chuyển đống lá xà cỗi được sao ái dục này đã thử thách tâm bất động của bậc chánh giác ngồi dưới cây bồ đề thì sao lại không làm dao động tâm mới tu tập của một người như ông được? Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các tỷ kheo, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Bồ Tát sanh ra trong gia đình bà La Môn Đại Phú, tài sản lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Khi lớn lên Bồ Tát học hết tất cả các tài nghệ ở Takasila, rồi trở về Ba La Nại lấy vợ. Khi cha mẹ mất, Bồ Tát làm tất cả các hiếu sự đối với song thân song. Bồ Tát quan sát gia sản và nghĩ: tài sản cha mẹ tạo vẫn còn đây, nhưng than ôi những ai tạo ra gia sản này đâu còn nữa. Vì vậy ngài cảm thấy xúc động mạnh và mồ hôi chảy ra từ thân. Bồ Tát sống trong gia đình một thời gian, rồi bố thí tài sản lớn. Ngài bỏ các dục, từ giã bà con thân thuộc và đi vào tuyết sơn để làm ẩn sĩ. Tại đấy, Bồ Tát sống theo hạnh lượm rễ củ, trái cây rừng và những loại thực phẩm khác. Không bao lâu, Ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Vui thích trong thiền lạc và sống một thời gian dài như vậy. Sau đó, Ngài suy nghĩ, ta sẽ đi vào con đường của dân chúng, dùng muối và giấm. Như vậy, thân ta sẽ trở thành mạnh mẽ. Ta sẽ đi bộ và những người cúng dường đồ ăn sẽ đành lễ một người giữ giới như ta sau khi mạng chung, họ sẽ tràn đầy thiên giới. Vì vậy, Bồ Tát từ núi đi xuống, tiếp tục đi bộ đến thành Ba La Nại. Và vào lúc hoàng hôn, Bồ Tát tìm chỗ trú ẩn. Khi thấy khu vườn của vua, Ngài nghĩ, chỗ này rất thích hợp vì yên tĩnh, ta sẽ sống tại đây. Rồi Bồ Tát đi vào khu vườn, ngồi dưới một gốc cây trải qua một đêm trong thiền lạc. Ngày hôm sau, khi làm vệ sinh thân thể xong, vào buổi sáng, Ngài sửa soạn bệnh tóc, áo da và áo vỏ cây, cầm bát đi khất thực. Với các căn yên tịnh, với ý tịch tịnh, đầy đủ uy nghi, Bồ Tát chỉ nhìn trước mặt khoảng một tầm, viên mãn đủ mọi mặt. Với dung sắc sáng chói, ngài lôi cuốn cái nhìn của người đời. Bồ Tát đi vào thành Khất Thực và đến cửa cung vua. Bấy giờ, vua đang đi qua lại trên sân điện rộng lớn, nhìn ngang qua cửa sổ, thấy Bồ Tát. Vua hoan hỉ với uy nghi đức độ của ngài, nghĩ: Nếu thực sự có pháp an tịnh viên mãn, thì pháp ấy phải có trong người này. Vì vậy, vua ra lệnh cho một đại thần, hãy đi mời vị khổ hạnh ấy. Vị đại thần đến đành lễ, cầm bình bát khất thực của ngài và thưa, thưa tôn giả, vua cho mời tôn giả. Bồ Tát nói, thưa bậc đại phúc, vua không biết chúng tôi. Vậy thưa tôn giả, xin hãy chờ ở đây cho đến khi tôi trở về. Nói xong, vị đại thần Tâu vua lời của vị ẩn sĩ. Vua nói: "Chúng ta không có vị khổ hạnh thân tín trong gia đình, hãy đi mời vị ấy về." Và từ cửa sổ, vua duỗi tay ra vẫy gọi: "Thưa tôn giả, hãy đến đây." Bồ Tát đưa bình bát cho vị đại thần và bước lên sân bằng con đường lớn của cung điện. Rồi vua đảnh lễ Bồ Tát và mời Bồ Tát ngồi trên long sàng. Sau đó, vua mời Bồ Tát ăn cơm, cháo và các món đã được sửa soạn cho mình. Khi ngài ăn xong, vua hỏi chuyện và nghe trả lời. Vua rất hoan hỷ, đảnh lễ và thưa. Thưa tôn giả, ngài ở đâu từ đâu ngài đến đây bồ tát thưa tôi sống ở tuyết sơn thưa đại vương từ tuyết sơn tôi đến đây vua lại hỏi vì nhân duyên gì ngài đến đây bồ tát trả lời thưa đại vương trong mùa mưa tôi cần có một chỗ nhất định vua nói thưa tôn giả hãy sống trong vườn ngự uyển của trẫm tôn giả khỏi lo về bốn vật dụng cần thiết. Chấm sẽ tạo công đức đưa đường lên thiên giới. Bồ Tát nhận lời vua. Sau khi ăn sáng xong, vua cùng Bồ Tát đi đến khu vườn. Vua ra lệnh cho dựng một tròi lá và xây một lối đi kinh hành có mái che. Sắp đặt chỗ ở ban đêm và ban ngày cho Bồ Tát, cũng như các vật cần thiết của một vị xuất gia. Rồi nhà vua nói: "Thưa tôn giả, hãy sống an lạc ở đây." Và vua gửi gắm Bồ Tát cho người giữ vườn. Bồ Tát bắt đầu từ đấy sống tự tại suốt 12 năm. Một hôm, có cuộc nổi loạn xảy ra ở biên địa. Vua muốn đi dẹp cuộc nổi loạn ấy, liền gọi hoàng hậu và nói: "Này hoàng hậu, hoặc khanh hoặc chẫm phải ở lại thành này. Thưa thiên tử, vì sao thiên tử nói vậy? Này hiền thê, vì vị khổ hạnh giữ giới ấy. Thưa thiên tử, thần thiếp sẽ không sao lãng việc săn sóc tôn giả của chúng ta. Đại vương hãy đi dẹp loạn, chớ lo lắng gì. Vì vậy, vua xa đi, hoàng hậu hầu hạ bồ tát rất chu đáo kể từ khi vua ra đi hàng ngày đến thời đã định bồ tát đi đến cung vua và ăn uống tại đấy một hôm bồ tát đi đến quá trễ hoàng hậu sửa soạn các món ăn xong tắm rửa trang điểm và soạn một chỗ nằm thấp trong khi chờ đợi bồ tát đến bà đắp sơ xài một tấm áo trên thân rồi nằm nghỉ bồ tát xem giờ liền cầm bình bát đi ngang qua hư không và đến cửa sổ lớn nghe tiếng áo vỏ cây sột soạt của bồ tát hoàng hậu hấp tấp đứng dậy và áo vàng của bà rơi xuống bồ tát để các căn bị chi phối bởi đối tượng đặc biệt khác thường này và đứng nhìn bà như bị thôi miên Ác dục phiền não đã được chế ngự nhờ thiền lực trước kia nay lại khởi lên giống như con rắn hổ phồng mang ngóc đầu lên từ cái giỏ nó bị cầm giữ giống như cây vú sữa bị bố chém do phiền não khởi lên thiền định thối thất các căn trở nên không thanh tịnh khi ấy Bồ Tát giống như con quả bị gãy cánh Bồ Tát không thể ngồi xuống như trước nữa và không thể ăn uống gì được dầu được hoàng hậu mời ngồi bồ tát không thể ngồi yên rồi hoàng hậu đặt các món ăn đủ loại cứng loại mềm vào trong bình bát nhưng bồ tát không thể ăn như trước được và cũng không thể đi ra cửa sổ rồi bay ngang qua hư không cầm lấy các thức ăn bồ tát đi xuống bằng thang lầu lớn và đi về khu vườn nhưng hoàng hậu biết được tâm của bồ tát đã say đắm đối với mình bồ tát đi về vườn không ăn được liền quăng thức ăn dưới chân giường suốt một tuần bồ tát nằm dài miệng nói mê sảng ôi hoàng hậu diễm kiều tay hoàng hậu đẹp làm sao chân đẹp làm sao thân thể đẹp làm sao bắp vế đẹp làm sao trong khi bị chi phối bởi sắc đẹp ấy bồ tát để đồ ăn thối và ruồi xanh đậu tràn trên mặt bát sau khi xẹp loạn về vua đi vòng quanh thành phố được trang hoàng lộng lẫy luôn hướng về phía hữu rồi vua tiến về cung điện sau đó vua quyết định sẽ yết kiến bồ tát liền đi đến khu vườn khi thấy am thất đầy rác dơ bẩn nghĩ rằng bồ tát đã đi khỏi vua mở cửa tròi lá và đi vào thấy bồ tát đang nằm vua nghĩ chắc tôn giả có gì không ổn liền bảo người hầu quăng các đồ ăn thối dọn dẹp tròi lá và hỏi thưa tôn giả ngài có việc gì không ổn thưa đại vương tôi đã bị trúng tên vua nghĩ chắc kẻ thù của ta không tìm được cơ hội hại ta nên chúng quyết định làm hại người mà ta yêu mến chúng đến và gây ra vết thương này rồi vua lật ngửa thân bồ tát tìm kiếm chỗ bị thương nhưng không thấy vết thương liền hỏi thưa tôn giả ngài chúng tên ở đâu bồ tát nói thưa đại vương không ai bắn tôi chỉ có tôi tự bắn quả tim mình rồi bồ tát đứng dậy ngồi trên ghế và đọc những bài kệ này không có người bắn cung phóng tên ở bên tai không có tên bằng lông được nhổ từ cánh công và được trang hoàng đẹp bởi người làm tên khéo chính là tâm của ta được gột sạch tham ái liên hệ với dục tầm bằng quyết tâm trí tuệ chính dục tạo vết thương thiêu đốt khắp tay chân chẳng khác gì ngọn lửa ta không thấy vết thương từ đấy máu gì chảy do tâm không chân chính đã đâm thủng tự thân như vậy bồ tát thuyết pháp cho vua qua ba bài kệ này rồi bồ tát khuyên vua đi ra khỏi tròi lá còn bồ tát chuẩn bị đề tài thiền định làm phát khởi thiền định đã mất và từ giã tròi lá ngồi trên hư không giáo giới cho vua rồi nói thưa đại vương tôi sẽ đi về tuyết sơn vua nói thưa tôn giả ngài không thể đi được bồ tát nói thưa đại vương khi tôi sống ở đây, tôi đã đổi thay nhục nhã như vậy. Nay tôi không thể ở đây được. Mặc dù vua yêu cầu tha thiết, Bồ Tát vẫn bay bổng lên hư không, đến tuyết sơn, và ở đó cho đến khi mạng chung, rồi xanh lên cõi trời phạm thiên. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỳ kheo thối thất đã đắc quả a la hán một số khác đắc quả dự lưu nhất lai và bất lai rồi ngài nhận diện tiền thân như sau thời ấy vua là ananda và vị ẩn sĩ tu khổ hạnh là ta vậy 252 chuyện một nắm mè tiền thân tila mút thi hôm nay ta nghĩ đến vân vân câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư kể về một người hay phẫn nộ nghe nói có một tỷ kheo hay phẫn nộ nhiều phiền não dầu nghe ai nói ít bao nhiêu vị ấy cũng vẫn nộ nói lời thô lỗ biểu lộ vẫn uất sân hận bất mãn tại tránh pháp đường các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện ấy. Thưa các hiền giả, tỷ kheo có tên này hay phẫn nộ, nhiều ưu não, vì ấy thường nạt nộ người xung quanh như muối đổ vào lửa. Khi giận ai, tỷ kheo ấy nghiến răng kèn kẹt. Dù xuất ra trong giáo pháp từ bi và giải thoát, vị ấy không thể chế ngự cơn phẫn nộ của mình. Bậc đạo sư nghe nói vậy, liền bảo một tỷ kheo đi gọi vị ấy đến và hỏi này tỷ kheo nghe nói ông hay phẫn nộ tỷ kheo ấy trả lời bạch thế tôn có thật vậy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay tỷ kheo này hay phẫn nộ mà trước kia vị ấy cũng đã như vậy rồi rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Palanai, vua có một con trai tên là hoàng tử Brahmadatta. Theo thông lệ, các vua thời xưa, dầu trong thành của mình có những sư trưởng xanh tiếng, vẫn gửi con mình đi đến các nước phương xa để học hỏi các tài nghệ. Với hy vọng, nhờ đó các hoàng tử có cơ hội nhiếp phục kiêu mạn, chịu đựng lạnh nóng và biết được cách sống ở đời. Do vậy, khi hoàng tử lên 16 tuổi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng một đôi dép, chỉ có một lớp đế, một cái dù bằng lá, một ngàn đồng tiền vàng, và dặn, Này con thân, hãy đến Takazila và học các tài nghệ cho thật tinh thông. Hoàng tử đáp lời phụ vương, thưa vâng, tâu phụ vương trang đành lễ phụ vương rồi đi đến Takashila. Hoàng tử đến nhà vị sư trưởng. Đúng lúc sư trưởng vừa dạy các thanh niên bà La Môn xong, đang đi qua lại trước cửa nhà. Khi thấy vị sư trưởng, hoàng tử liền cởi dép, dép dù lại, đành lễ sư trưởng rồi đứng một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỏi, liền thăm và tiếp đón người mới tới một cách thân tình. Hoàng tử ăn xong, nghỉ một lát rồi đi đến sư trưởng đảnh lễ và đứng đợi. Sư trưởng hỏi: "Này con thân, con từ đâu đến?" Hoàng tử đáp: "Con từ Ba La Nại đến." "Con là con ai?" "Thưa sư trưởng, con là con vua Ba La Nại." "Vì mục đích gì con đến đây?" "Thưa sư trưởng, vì con muốn học nghề." con có đem tiền nộp học phí cho sư trưởng không? Hay con muốn làm đệ tử hầu hạ sư trưởng? Hoàng tử thưa, con có đem tiền học phí dành cho sư trưởng? Hoàng tử liền đặt cái túi một ngàn đồng tiền vàng dưới chân vị sư trưởng rồi đảnh lễ. Các đệ tử thường ở lại hầu thầy, ban ngày làm công việc cho sư trưởng và buổi tối học nghề còn các đệ tử có nộp tiền học phí, được xem như con trưởng trong nhà chỉ lo học nghề. Do vậy, vị sư trưởng thu xếp thì giờ rỗi rảnh và thuận tiện dạy nghề cho hoàng tử. Một hôm, hoàng tử đi tắm với sư trưởng, thấy một bà già trải mè trắng ra phơi và đang ngồi canh chừng. Hoàng tử thấy mè trắng liền bốc lấy một nắm bỏ vào miệng và ăn thấy vậy bà già nghĩ chắc người này thèm ăn nhưng ngồi yên không nói gì ngày hôm sau cũng vào giờ ấy sự việc tương tự lại xảy ra bà già cũng không nói gì đến ngày thứ ba sự việc ấy tiếp tục xảy ra khi ấy bà già giơ cánh tay lên khóc và than ôi vị sư trưởng có danh tiếng để cho các đệ tử của mình lấy cắp mè của tôi sư trưởng quay lại và hỏi thưa bà việc gì vậy thưa sư trưởng tôi đang phơi mè trắng đệ tử của ngài hôm nay ăn một nắm bữa qua ăn một nắm bữa trước ăn một nắm cậu ấy ăn như vậy cho tan nát tất cả gia sản của tôi thưa bà chớ khóc ta sẽ trả tiền đền cho bà thưa ngài tôi không cần tiền nhưng hãy dạy cậu ấy chớ làm như vậy nữa vậy bà hãy xem đây rồi sư trưởng bảo hai thanh niên nắm chặt hai tay của hoàng tử lấy roi tre đánh trên lưng hoàng tử ba lần và nói chớ làm như vậy nữa hoàng tử phẫn nộ sư trưởng với cặp mắt đỏ kè chàng nhìn sư trưởng từ đỉnh đầu đến bàn chân. Sư trưởng biết, với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã phẫn nộ như thế nào. Hoàng tử chú tâm học hành, và sau khi học xong nghề, vẫn giữ trong tâm niềm sân hận đối với việc sư trưởng đã đánh. Chàng nghĩ, ta sẽ trả thù và phải làm cho ông ta chết. Vân vân. Đến thời từ biệt, Hoàng tử đảnh lễ sư trưởng và thưa: Khi nào con được làm vua Ba La Nại, con sẽ cho mời sư trưởng. Lúc ấy, mong rằng sư trưởng hãy đến. Trước thái độ khẩn cầu của hoàng tử, sư trưởng hứa nhận lời mời của chàng. Từ biệt sư trưởng, hoàng tử đi về Ba La Nại, đảnh lễ phụ thân và trình bày những điều mình đã học. Vua suy nghĩ ta còn sống để được thấy con ta mong rằng khi ta còn sống ta sẽ thấy con ta trị vì nước huy hoàng vì vậy vua đặt con lên ngôi kế vị trong khi hưởng thụ uy lực của vương vị hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm trước đó của sư trưởng và khởi tâm phẫn nộ với ý định ta sẽ giết người ấy vua liền gửi sứ giả đến mời sư trưởng. Ông suy nghĩ, vị vua này còn trẻ. Ta không thể nhiếp phục một tân vương được, nên ông không đi. Và ông đợi vua đến tuổi trung niên mới có thể đi nhiếp phục vua được. Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuổi trung niên. Sư trưởng đến trước cửa cung và nhờ báo tin vị sư trưởng ở Takasila đã đến. Vua rất bằng lòng và cho mời vị ấy vào. Khi thấy sư trưởng đến gần mình, vua xanh phẫn nộ, con mắt trở thành đỏ ngầu, liền nói với các cận thần. Này các khanh, hôm nay chỗ thầy ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thầy ta đến chắc có mang theo cái chết được ghi ở trên chán. Hôm nay, mạng sống của sư trưởng sẽ không còn nữa. Rồi vua đọc hai bài kệ đầu. Hôm nay ta nghĩ đến sự việc ông đã làm chỉ vì một nắm mè. Ông bắt chói tay ta, ông lấy cây gậy tre, đánh ta thật đau đớn. Ông không thích sống à, phạm chí không sợ sao. Khi bắt cánh tay ta, đánh ta đến ba lần nay còn dám đến đây vua lấy cái chết dọa sư trưởng như vậy nghe xong sư trưởng bình tĩnh đọc bài kệ thứ ba bậc thánh dùng gậy đánh nhiếp phục hạnh không lành như vậy đúng giáo lý đây không phải hận thù tất cả bậc hiền trí đều biết rõ như vậy do vậy thưa đại vương ngài hãy tự biết điều này vấn đề này không xứng đáng để ngài khởi hận thù thưa đại vương nếu đại vương đã không được tôi dạy bảo ngài thử nghĩ chắc hẳn ngài sẽ tiếp tục lấy của cải người ta như bánh kẹo cây trái và các thứ khác rồi ham mê các hành vi trộm cướp dần dần ngài sẽ bị lôi cuốn vào các việc như phá nhà cướp đường ám sát trong làng cuối cùng chắc ngài đã trở thành kẻ ăn cướp đối nghịch với mọi người và sẽ bị bắt với tang vật sẽ bị dẫn đến trước vua và vua sẽ ra lệnh hãy đem nó đi tùy tội phạm của nó mà xử phạt và như vậy chắc ngài sẽ nhận được các hình phạt của nhà vua như vậy do đâu đại vương hưởng được tất cả thành công tốt đẹp như hôm nay có phải đại vương nhờ tôi mà đạt được cảnh huy hoàng này không bằng cách ấy vị sư trưởng đã thuyết phục vua các đại thần đứng xung quanh nghe ngài nói liền thưa tâu thiên tử sự thật là vậy tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị sư trưởng mà có trong khoảnh khắc ấy, vua công nhận các đức tánh của sư trưởng và thưa. Thưa sư trưởng, chấm xin dâng hiến sư trưởng mọi sự huy hoàng này. Mong sư trưởng hãy chấp nhận vương quốc. Sư trưởng từ chối và nói, tâu đại vương, thần không cần vương quốc. Vua liền sai sứ giả đi đến Takasila, mời vợ con của sư trưởng về, ban cho họ quyền lực lớn và mời sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt sư trưởng vào hàng cố vấn của vua. Từ đó, vua vâng theo lời giáo giới của sư trưởng và chọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân. Cuối cùng, khi mệnh trung được xanh lên cõi trời. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo hay phẫn nộ đã đắc quả bất lai và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai. Và Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vua ấy là tỷ kheo hay phẫn nộ, còn vị sư trưởng là ta vậy.